bán hàng hải sản, tôm 100 ngàn một ký, mà tôm to như con cái vậy nè, lựa từng con luôn á, quá rẻ. Quá trời cá to. Ở trong là người ta bỏ người sĩ, ở ngoài giờ người ta bỏ nhỏ ra bán đây. Và hải sản hàng đồng, hàng tìm mỏi giò. Oh, con cá gì đây lạ quá. Con cá này cá gì lạ vậy chị? À, cá tầm hả? Con cá tầm. Cá thì mình do mình mua ở ngoài Nha Trang cũng nhiều rồi nên là đầy tủ lạnh, không có mua cá nữa, chỉ mua tôm thôi. Okay. Dạ lắm ha, không đi nữa mỏi chân rồi. Ốc các loại. Ốc mỡ 3 kg 50.